Shop Phụ Tùng Trần Đạt xin kính chào tất cả quý anh em nha. Hôm nay là xin giới thiệu cho anh em một hai bộ đầu lòng của Dream Thái. Thì bây giờ rất là nhiều anh em hỏi mình về hai bộ đầu lòng, các cái bộ đầu lòng Dream Thái tăng đa. Thì hôm nay mình giới thiệu cho anh em hai bộ ha. Thì giá cả nó thì nói chung là cũng thuộc dạng là không quá cao nhưng mà không phải là rẻ anh em ha. Nói chung là bộ này không phải là ngon bổ rẻ mà bộ này là ngon bổ, giá cả hợp lý nhưng không rẻ anh em nhá. Nói thẳng luôn, bộ này thì nó không rẻ đâu. Tại vì nha anh em biết là bây giờ cái xe Dream Thái chạy đến bây giờ nó đã là khoảng 20 mấy năm rồi. Thì một cái xe Dream Thái mà nó còn Estanda và đẹp, đầu lòng cái nước da của nó là còn tươi như thế này, thì anh em cũng biết là cái xe này nó rất là đáng giá ở cái thị trường bây giờ rồi. Nhưng bây giờ anh em mua một chiếc xe mà còn Estanda không bao giờ dưới 25 triệu, là thật sự anh em luôn. Chứ Dream Thái ngoại hình nó tàn nhưng mà máy nó còn Estanda chưa chạm thì lúc nào là cái giá của nó cũng rất là cao. Một cục máy này thì thường người ta bán đã gần 20 triệu rồi. Thành ra là những cái bộ đầu lòng như vậy không bao giờ nó rẻ nha anh em nha. Đấy, nếu mà nó đẹp tinh tươm như vậy là không bao giờ nó rẻ. Và là cũng nói thẳng luôn thì giá cả nó chỉ là hợp lý thôi. Còn muốn rẻ thì nó sẽ không rẻ đâu anh em. Còn rẻ thì nó sẽ cái ngoại hình nó sẽ không bằng. Ví dụ như là nó sẽ bị đen hơn, lòng nó sẽ bị nói chung là bị bạc màu rồi, bị sét rồi. Đó, bít tông thì nó cũng sẽ xấu hơn. Còn những hai bộ này thì phải nói là bít tông rất là đẹp và cái ngoại hình của nó cũng rất là đẹp đẽ luôn. Đây ha, mình sẽ quay anh em coi từ bít tông này. Bít tông này thì tất cả đều là bít tông zin Estanda hết anh em nhá. Bít tông Estanda zin hết. Mình sẽ hạ thấp máy xuống cho anh em coi cho nó rõ. Đây, hạ thấp máy xuống cho anh em coi cho nó rõ ha. Đây, rồi ok cho anh em. Rồi, mình hạ thấp máy xuống cho anh em coi. Thì hai cái bộ đầu lòng này anh em ơi thì nó đều là Estanda hết và cái ngoại hình của nó anh em sẽ thấy này, đen thui luôn. Cái lòng là đen và đầu bò thì cũng rất là đẹp này. Đầu bò nó rất là đẹp luôn anh em thấy ha, màu nó rất là đẹp. Đầu này là tất cả đều là đầu ET anh em nhá. Đây, mã đầu là đầu ET. ET nha anh em. Rồi, đầu ET. Đó, lòng thì là lòng 97 cm, lòng TH nhá. Đây, lòng là lòng TH này. Đấy, anh em ha. Đó, nói chung là cái này thì Đạt về bao cho anh em tất cả mọi thứ luôn. Anh em bao anh em lên xe, bao zin bao êm cho anh em nha. Tất cả đều cam cội zin hết nha. Có nhiều anh em bán thì không hay mở cái nắp ra, cứ để như vậy này. Thì nhiều lúc khách không muốn xem cam cò cứ kêu là ở chưa chạm này kia. Còn Đạt thì Đạt mở ra hết nha. Tại vì cái ron này nó rất là khó rắt này. Anh em thấy cái ron đen nó vẫn còn nguyên này. Đấy, đâu có rắt gì đâu. Thành ra cứ mở thoải mái nha anh em ơi, không có sao hết. Đấy, còn đây là một bộ này. Đây, rồi bộ này đó, quay cho anh em coi luôn. Thì tất cả đều rất là đẹp anh em nha, rất là đẹp. Thì nói chung là từ lâu rồi thì cũng nhiều anh em hỏi mình là có mấy bộ Estanda không quay cho anh em coi để anh em muốn mua. Đây, đây này, đây cũng là đầu, con này là đầu E luôn chứ không phải đầu ET đó. Con này thì là đầu E nha. Con này là đầu E. Đây, và mình sẽ bán đồng giá với con kia luôn. Cho anh em yên tâm. Đấy, lòng thì là lòng TH. Lòng thì lòng TH. Đầu là đầu E. Đấy. Thì bộ này thì cũng đồng giá là 6. Hai bộ này đồng giá với nhau là 6 triệu rưỡi nha. Cam cò là zin hết, rất là đẹp. Thì nếu mà anh em nào chúng ta muốn mua thì anh em có thể liên hệ với mình ở số điện thoại 0915 434 973. Xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Hẹn anh em ở những video tiếp theo nha.